Chết rồi chị Linh ơi, nói về mà sao chưa thấy về nữa. Chị Linh ơi, chị Linh, chị về lẹ giùm em đi. Trời ơi, chứ để một mình em ở nhà với quả phụ áo xanh này chắc em chết quá chị Linh ơi. Cái cô bà này. Ơi, bà làm con hết hồn hết vía rồi bà. Nhà cửa gì sao mà bừa bộn dữ vậy? À, dạ, tại vì con mới đi chợ về á, cho nên là con chưa có dọn dẹp ở kịp. À, trời ơi, dạ. Nhà có người giúp việc mà sao mà bừa bộn quá vậy không biết dạ, nữa. Dạ, để con dọn cho. Dạ. Rồi thằng chồng nó đâu, sao không phụ gì con vợ vậy trời? Dạ bà ơi, anh Khôi á nha, anh không bày ra thêm á là con mừng lắm rồi đó. Ảnh á mà phụ được cho chị Linh á, chắc chị Linh chỉ già chứ chết luôn á bà. Gì? Dạ. Bộ con Khôi nó làm biếng dữ lắm hả? À, bởi vì dạ, đàn ông Việt Nam á, đúng là ích kỷ mà gia trưởng dữ. Không có giúp gì được cho vợ, cái gì cũng đổ lên đầu vợ. Bởi vì biết vậy á, tôi đã đem con Linh á đi sang Mỹ với tôi từ hồi đó rồi. Trời ơi, chết rồi, lỡ đốt nhà người ta rồi chà. Dạ. Nè. Dạ. Bộ thằng Khôi nó à, không có bà. Anh Khôi anh không có cái gì hết á bà. Con nhớ lộn á. Tại vì là anh Khôi á là thật ra là buổi sáng á con tới nhà làm á là anh Khôi á ảnh đi làm rồi, mà buổi chiều á con làm xong con về nhà con á thì anh cũng đi làm chưa có về, cho nên là con không biết gì hết á bà. À, bà ơi, bà ngồi chơi, bà đợi chị Linh chút xíu nha bà, để con làm công chuyện cho xong luôn á bà, chứ con sợ chị Linh về chứ la con quá. Cái này là của chị Linh nè, còn mì tôm là của anh Khôi nè, bên đây là của chị Linh nè, bỏ qua là của anh Khôi, rồi ớt của anh Khôi nè, chị Linh. Trời đất ơi. À? Cái đồ gì mà leo teo như sao đủ dinh dưỡng rồi, thịt thà đó hết rồi. Bà ơi, đừng, ba. Con nói bà nghe nè, cái này á con sắp hết rồi. Bà muốn coi tí nữa con đưa bà coi riêng, chứ con sắp rồi, con phân biệt ra hết rồi. Cái rổ màu hồng là của chị Linh, cái rổ màu xanh này nè là của anh Khôi. Chứ bà để lộn xộn vậy một hồi con về con không biết tính tiền sao, con bù chết con luôn á. Làm sao? Dạ. Là tính sao? Dạ thì cái rổ màu hồng á là đồ ăn riêng của chị Linh, còn cái màu xanh này á là của anh Khôi. À. Chị Linh với anh Khôi tính tiền riêng bà. Hả? Là sao? Tính tiền riêng là sao? Ủa? Chứ bà không biết chuyện của chị Linh với anh Khôi hả bà? Là... Biết cái gì mà biết? Ồ con! Mẹ! Trời ơi! Trời ơi! Mẹ đi về mà không chịu kêu con ra đón à? Thôi không cần. Nhưng mà nè, nó nói cái gì mà đồ ăn mà là tính tiền riêng là sao? Dạ. Dạ khoan. Dạ trước khi con trả lời, để con giới thiệu mẹ một chút xíu nha. Đây là bé Chín, giúp việc ở nhà này. Dạ. Mẹ thấy cô ấy xinh xắn và dễ thương mẹ ha. Được cái nó bất bình thường. Trời con khùng hả con? Ê, dạ không, con bất bình thường chứ con không có khùng bà. Dạ, dạ để con, dạ. Nè, ở đó mà nhiều chuyện. Đi phơi đồ chưa? Dạ rồi, đồ của chị em phơi rồi. Nhưng mà tại vì còn đồ của anh Khôi á chị. Nè, dạ. Đồ anh Khôi là chưa phơi, đúng không? Tôi biết mà. Không phải. Chạy đi phơi đồ cho anh Khôi, nhanh lên. Nhanh lên. Dạ. Nhanh. Dạ, bà ơi con đi phơi đồ bỏ lại chơi nha bà. Ủa vậy là sao, là phơi đồ riêng, là sao là phơi đồ dạ, riêng hả? Là nó quên, đồ con á thì nó phơi, còn đồ ổng Khôi thì nó để lại, có chịu nổi không? Thôi bỏ qua cái vụ đồ đi mẹ. Mẹ đi đường có mệt không? Không. Máy bay có bị delay không? Trời delay thì sao về đây đúng giờ được. Trời ơi, mẹ về đây là mẹ muốn mát chứ cái con gì á, con người làm của con rồi đã vậy đó còn thêm thằng chim én xe xẻ gì nữa. Con biết thằng đó rồi. Con nói rồi, nó hơi bị tăng một chút, mẹ thông cảm nha. Mà sao xung quanh con toàn người bất bình thường không vậy? Trời ơi, thưa nó khùng cho nó nghỉ việc đi mướn người khác. Mẹ ở bên Mỹ á, kiếm người giúp việc có dễ không? Trời ơi, khó vô cùng kể. Quá khó, quá mắc. Người ta chỉ mướn người trong hai trường hợp thôi. Hoặc là trong em bé, hoặc là trong người già. Mà nhà con á, thì mấy đứa nhỏ cũng lớn rồi. Mà mẹ thì chưa cần người giúp việc, con hiểu chưa? Thì đó, ở Việt Nam cũng vậy đó. Mẹ biết, con cố tình mướn người giúp việc để đỡ đần cho thằng Khôi đúng không? Con sợ thằng Khôi nó cực, thằng Khôi phải làm những cái việc này. Thôi bỏ qua chuyện này đi mẹ ơi. Đó, mẹ mệt lắm rồi đó. Mẹ không có mệt, mẹ mắc ngáp thôi chứ mẹ không có mệt. Thôi, bây giờ con đưa mẹ lên phòng nha. Rồi mẹ tắm rửa, rồi mẹ nghỉ ngơi, ngủ một giấc đi. Con phải quay trở lại công ty, sắp xếp công việc. Hồi nãy vừa nghe mẹ về là con bỏ hết công việc, con chạy về đây đó. Bây giờ lên đó sắp xếp xong, con còn đi đón hai đứa nhỏ nữa. Trời ơi, nhớ nó quá, nhớ tụi nó quá trời quá đó. Tụi nó mà nghe tin mẹ về hả là tụi nó mừng lắm đó. Nó trông bà ngoại lắm. Đi mẹ. Mà biết sao không, mẹ còn cái thắc mắc là cái vụ mà đồ ăn á con, sao nó nói tính tiền riêng là sao? À,
Dạ đâu có gì đâu, tính riêng gì đâu, là mỗi người một gu, người thích ăn món này, người thích ăn món nọ. Vậy thôi à mẹ, mẹ lên phòng nghỉ nha, tắm cho mát nè rồi ngủ một giấc thiệt là ngon, chút xíu mấy đứa nhỏ về tha hồ mà chơi mà nói chuyện hả mẹ ha. Chắc vài bữa nữa mình phải lên Sài Gòn coi vợ chồng nó làm sao, chứ ngủ nhà thấy không yên tâm chút nào. Bác Bảy ơi, bác Bảy ơi, bác Bảy đâu đây nè. Ê bác Bảy, bác Bảy gì vậy? Có quà cho bác Bảy nè. Quà gì? Tên nè, nó nhảy đình đạch luôn thấy không? Trời đó. Cá đâu dữ vậy? Nhà con mới tắt đìa, đem qua sâu cá rô cho bác Bảy nhâm nhi nè. Vậy đó hả? Dạ đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, tao đang buồn muốn thú ruột nè. Bác buồn chuyện gì vậy? Chuyện khôi hả? Thì đó, thấy rầu quá bây ơi, cái thằng coi vậy mà nó ham chơi quá trời. Bác biết cái tánh của nó không phải là đứa ham ăn ham nhậu gì đâu, mà ham vui cả nể. Thôi bác ơi, bác có lột da sống đời với nó hoài đâu mà bác lo chi cho cực tấm thân. Giống như tía của con ở nhà nè, nó hoài à, đời cua thì cua mái, đời mái mái cài. Mày đừng có nói tầm bậy. Đời cua cua mái, đời cái cái bò. Nhưng mà ông nói vậy thôi, chứ còn làm cha làm mẹ lo cho con hết cả cuộc đời, tới chừng nào theo ông theo bà thì thôi. Bởi vậy mới nói cứ ý như con cho nó khỏe ra. Mày nói thì nghe hay lắm. Bây giờ thì sướng đó. Dạ. Tới lúc già chết á, heo nái nó ủi mã. Lúc chống gậy á, không có con không có cháu á, lúc đó mới tủi thân. Bác lo gì xa dữ vậy? Chết đó là hết rồi, có gì đâu nữa mà tủi thân với tủi khỉ. À mà thôi, con đem mấy con cá qua đây là để nhậu, chứ nói chuyện chết chóc gì đây. À mà bác, nhà bác có rơm không? Mày tính đốt nhà tao hả gì? Trời ơi, nói chuyện, con tính nướng mấy con cá này nè. À, nướng chui hả? Dạ. Cái món này mà có khô nhà nó khoái lắm à. Nữa, cứ nhắc hoài, cứ khôi hoài rồi buồn. Con ngồi ở đây con nhậu với bác cũng được vậy. Thôi mày đem ra làm sao đi. Dạ. Tao đi lấy rơm. Dạ. Con trải ra giường sạch sẽ, thơm tho rồi đó. Mẹ ngủ cho ngon nha. Thường ngày á, có hai con khỉ con nó ở nhà, nó quậy cái nhà banh chành, chịu không có nổi luôn á mẹ. Tuổi này bây giờ đang là tuổi quậy mà con, trách nó làm gì. Trời ơi, ngày xưa con quậy còn tưng trời tưng đất nữa à. Con á là hai đứa gộp lại ra con á. Trời. Nhưng mà mẹ đừng kể cho tụi nó nghe nha, không thôi tụi nó được nước làm tới. Con. Dạ. Trời ơi, mẹ nhìn Ruby mẹ hết hồn luôn á, nó lớn lẹ quá con. Dạ, hôm nay là sắp trở thành thiếu nữ rồi đó. Mẹ nhìn không chừng nhận không ra luôn đó. Còn cái thằng Bin á, trời ơi, nó càng lớn nó càng giống y chang cái thằng Khôi vậy đó. Bởi vậy mấy người bạn của con á nói con á là để mướn cho ông Khôi không á. Làm sao? Bộ thằng Khôi nó ăn hiếp con dữ lắm hả? Trời đất ơi, con có nói gì là ăn hiếp đâu. Sao con nói cái gì mướn mướn á? Đẻ mướn là làm sao? À, trời ơi, có nghĩa là con đẻ thằng Bin. Nó giống ông Khôi đến nỗi mà người ta cứ tưởng là con ông Khôi chứ không phải là con của con. Có nghĩa là trong lúc mà con mang bầu á, là nó tạo áp lực quá nhiều cho con, cho nên con mới bị ám ảnh, con mới đẻ cái mặt y chang mặt nó. Trời ơi, hồi mẹ có bầu con á, ba con chăm sóc yêu thương mẹ biết là bao nhiêu, cho nên con đẻ ra vậy đó đẹp y chang mẹ luôn à. Cái thằng Khôi á, nó lấy được con á là phúc đức ba đời nhà nó rồi. Thôi mẹ nằm nghỉ đi, để con xuống dưới coi có cái gì con nấu cho mẹ ăn.
không có nấu nướng gì hết trơn á. Giờ hai mẹ con mình đi restaurant. Cái gì đó? Ừ? Cái gì quên rồi? Restaurant. Trời ơi là nhà hàng đó con. Nhiều khi á, bây giờ người lớn tuổi rồi. Thôi mẹ buồn ngủ rồi. Con biết không, nhiều khi mình không khống chế được cơ hàm của mình. Nó cứ như vậy là nó mỏi thôi chứ không có gì. Mẹ ngủ đi. Mẹ ngủ dậy con nấu đồ ăn cho mẹ ăn mẹ nha. Không có buồn ngủ. Ta nói là tắm xong là mẹ tỉnh. Mẹ không thôi có buồn mà, ngủ. Mẹ ngủ đi mà. Ngủ dậy là có đồ ăn cho trời mẹ ơi, ăn ta nha. Trời ơi ta nói không có buồn ngủ mà. Thôi con đi xuống à. Trời ơi thiệt. Bé Chính. Dạ. Bữa nay em khỏi chuẩn bị đồ ăn đi. Chút nữa chị đi á, chị ra siêu thị thấy có gì ngon ngon chị mua cho mẹ chị luôn. Dạ em cũng tính nói với chị vậy đó. Tại em thấy mẹ của chị khó tính quá. Cho nên em sợ em làm cái gì sai rồi không vừa lòng mẹ chị nữa. À đúng rồi, cái rổ màu hồng này nè là đồ chị dặn em mua. Còn cái rổ màu xanh này á là đồ anh Khôi dặn em mua. Tiền em tính rồi em để riêng ra hết rồi nha. Chị đừng có để lộn vô. Dạ. Thôi thôi được rồi. Dạ. Để chị làm. Dạ 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 dạ. Nè. Dạ. Mấy ngày mẹ chị ở đây á em thôi được rồi, chị không cần phải nói đâu, em đã hiểu rồi. Mặc dù em là quản gia nhưng mà em cũng phải có sĩ diện của mình chứ. Để em tự nghĩ, chị không có cần phải đuổi em đâu. Dính. Dạ. Cái gì vậy? Thì chị đuổi em đi. Nãy giờ chị có nói chữ nào là chữ đuổi không? Vậy chị không có ý định đuổi em đi hả chị? Không. Chị không đuổi em đi thiệt hả? Em cảm ơn chị nha. Vậy mà nãy giờ em hồi hộp, em cứ tưởng là mẹ chị nói cái gì đó làm cho chị hiểu lầm em không mà. Em xin lỗi chị. Chị biết là em cảnh giác thôi mà. Chị có biết là gì cái đặc tính này của chị mà em rất yêu chị không? Nhưng mà lần sau á thì em á cũng phải cẩn thận nghe chưa. Cũng may á người đó là mẹ chị nên bỏ qua. Lỡ khách khứa nào quan trọng của chị thì sao? Dạ em biết rồi, em xin lỗi chị. Em hứa là lần sau em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Chị bây giờ chị muốn làm gì không? Chị muốn làm cái gì em sẽ làm hết. Em sẽ làm hết tất cả mọi thứ cho chị để chuộc lại lỗi lầm của mình. Thôi thôi được rồi bây giờ á. Dạ. Thì em đi về sớm đi. Dạ. Mấy ngày nữa mẹ chị ở đây, em không cần phải tới đây làm nữa. Vì mẹ chị lâu lâu trở về nên cũng muốn được chăm sóc con cái, rồi chăm sóc cho cháu. Chừng nào mẹ chị đi chị gọi em qua làm nha. Yes, 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 yes. Chị, như vậy là bây giờ em về liền luôn được phải không chị? Cái gì vậy? Đi về. Đi ra lấy đồ của chị phơi đi kìa. Còn lau xong cái nhà rồi hẳn đi về. Dạ, em biết rồi. Chị, em yêu chị. Bác Bảy, coi nè. Con nào con nấy nó ú nu với con vậy đó. Lấy về con làm trước đi bà ơi. Dạ. Trời, nóng quá. Cái này mà có rơm nướng lên là ngon hết sảy luôn á bác Bảy. Rơm đâu mùa này còn mày. Vậy mà bác nói có. Tao nói gạt mày cho vui. Mày uống được gì uống nha. Bữa nay tao mệt lắm à. Bác mệt thằng Khôi chứ mệt cái gì. Mà con đã nói với bác rồi, lớn tuổi rồi,
cứ lo chi nhiều cho đổ bệnh vậy? Lúc đó còn mệt hơn nữa. Ờ, mày nói có lý. Lo xa chi cho nó cực, tới đâu hay tới đó. Dạ. Rót tao ly ra. Dạ. Dạ mời bác. Ấm bụng không bác? Ấm. Con làm ly nha. Đã quá. Mà con nói thiệt nha, con thấy thằng Khôi là đã phát ngán rồi. Má con ở nhà suốt ngày cứ bắt con lấy vợ hoài à, muốn mệt với bả luôn vậy á. Mà con thấy bây giờ cái chuyện vợ chồng mệt quá. Hỡn cái là ly dị, hỡn cái là ly dị à. Bởi vậy nhiều lúc á, suy nghĩ tụi trẻ bây giờ không biết nó suy nghĩ sao đó. Chén bát ở trong sống còn khua, vợ chồng làm sao tránh khỏi lục đục rì ra. Hồi cái thời tao với ba mày, chuyện vợ chồng đâu phải nói bỏ bỏ. Còn bà con dòng họ nói ra nói vô, hai bên nội ngoại, bởi vì người ta suy nghĩ cái chuyện đó, vợ chồng mới ăn ở lâu dài được. Cái chuyện này á là con phải thường xuyên gặp bác để tư vấn mới được. Thôi mày ơi, tư vấn tám vấn gì, thằng Khôi tao nói hoài có nghe đâu. Dạ con vô một cái nha bác Bảy. Bác Bảy, chào bác Bảy. Ê, lên lên. Rồi nó tới. Đang nhậu không bác Bảy? Giờ sao bác? Vô nhà nhậu đi, thằng này nhậu nó lầy lắm. Dạ. Nhậu mà vợ đuổi ra khỏi nhà luôn rồi. Tắp vô coi. Thôi, vô. Lẹ lên. Lẹ đi bác. Bác Bảy, tắp vô lẹ chú. Bác Bảy. Bác Bảy ơi, ủa đi đâu vậy? Chờ con với con lên liền. Bác Bảy chờ con. Chú vô đây lẹ chú. Ủa đâu rồi? Đâu hết trơn rồi. À bác Bảy. Đây nè, em kiểm tra lại chi tiết chất liệu của bản thiết kế này cho chị nha. Dạ. Hồng có ở đây không? Dạ có. Hồng ơi, hợp đồng anh nhờ em chuyển xuống Cần Thơ em chuyển chưa? Dạ em quên mất rồi. Thôi em xin phép ra ngoài ạ. Nhớ chuyển cho anh nha. Dạ. Ủa, anh tưởng em về rồi sao còn lên đây? Em còn chút chuyện mà em quên, nên em lên đây nhờ Hồng làm giúp. Anh à, với lại em cũng muốn quay trở lại để gửi đơn xin nghỉ phép. Em xin nghỉ phép? Dạ, vì trong giai đoạn này phòng thiết kế cũng làm xong kế hoạch rồi. Nhà em thì lại đang rối, mẹ em thì mới về chơi, cho nên... Thôi khỏi giải thích nhiều với anh. Anh cũng định nói với em nên nghỉ vài ngày trước khi vô đợt tập huấn. Nhân tiện dắt cả gia đình đi xa chơi, nhiều khi... Thôi, em biết anh định nói gì rồi. Nhưng với ba Cubin, em không còn hy vọng gì nữa đâu. Nhưng có điều, em không muốn chuyện chia tay của em làm ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ và người lớn. Tùy em thôi. Nhưng mà theo kinh nghiệm của anh á, những gia đình đang gặp vấn đề, nếu người trong cuộc mà còn đang nghĩ tới người khác á, thì chắc chắn sẽ không tan rã đâu. Tin anh đi. Anh chưa có gia đình mà nói như đúng rồi. Đừng xin nghỉ để bàn anh nha. Dạ. Alo, anh Khôi hả? Có gì không? À, không. Tôi gọi để hỏi anh đã sắp xếp được thời gian để gặp cô giáo của cô Bin chưa? Chưa, bữa nay tôi nhiều việc lắm. Anh nói nghe mắc cười quá à. Anh bận thì không cần phải tới hả? Anh làm cha kiểu gì kỳ vậy? Lúc trước á, tôi bận cỡ nào thì tôi cũng tới vậy. Vậy sao cô không tới luôn đi? Kêu tôi làm chi nữa? Nhưng bây giờ thì khác. Vậy cô nên nhớ, không ai xía vô chuyện của ai hết. Tôi đi hay không á là quyền của tôi. Thằng Bin nó là con của tôi tự quyết. Nhưng nó cũng là con của tôi. Không hơi đâu cả với cô nữa. Một chút tôi kẹt công việc, tôi đang tính nhờ cô qua đón thằng Bin về. Nếu cô không đón thì tôi nhờ con bé Chính. Bé Chính hả? Tôi cho nó nghỉ việc rồi. Vậy để tôi tới đón nó, rồi tôi dắt nó đi nhậu luôn.
Anh thật là quá đáng à. Thôi được rồi, anh để đó đi, tôi đón. Cảm ơn cô trước nha. Mà nè, tôi cũng nói trước với anh á, mẹ tôi mới về, nhưng mà tôi chưa nói gì hết. Anh liệu tính sao thì tính, đừng có để tôi tức nước dở bờ đó. Ok, cứ vậy đi. Cô đừng có hù dọa tôi nữa, tôi nghe riết cũng chán cái lỗ tai tôi lắm rồi. Trước sau gì cũng tới nước này mà. À, trời đất ơi, không biết giờ mấy giờ nữa trời ạ. Vậy mà sao nó vẫn cứ bao che cho thằng đó làm gì vậy trời. Vậy còn giấu mẹ nữa.